Thưa quý vị, kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 11 thì nhà mạng sẽ dừng áp dụng hình thức quay số song song cho thuê bao 11 số chuyển sang 10 số, đúng theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đợt chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10 số đã diễn ra thành công trong tháng 10 vừa qua với hơn 70 triệu thuê bao được thay đổi. Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, các đầu số 11 số sang 10 số vẫn áp dụng quay số song song, tức là áp dụng cả hai cách gọi theo đầu số cũ và đầu số mới, sẽ kết thúc đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2018. Do đó, kể từ ngày 15 tháng 11, khách hàng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn tới thuê bao 11 số. Để đảm bảo các thông tin liên lạc không bị gián đoạn, các nhà mạng khuyến nghị khách hàng thực hiện đồng bộ danh bạ trong điện thoại để chuyển toàn bộ thuê bao 11 số về 10 số. Người dùng cần chủ động thay đổi, cập nhật lại thông tin thuê bao trên các dịch vụ, ứng dụng để tránh gặp rắc rối sau mốc thời gian trên.